Xin được kính chào quý vị khán giả thân mến đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, Phong thủy Gia Cát xin gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mạng. Nữ mạng tuổi này nhìn chung có cuộc sống tốt đẹp nhất là vào trung vận và hậu vận. Hiện nay thì bản mệnh đang trong độ tuổi thất thập cổ lai hy, cuộc sống an nhàn, sung sướng và không bị vướng bận một điều gì. Thậm chí trong năm nay thì quý gia chủ Đinh Hợi 1947 nữ mạng còn được dự đoán là về tài lộc, có tiền của nhờ sao Thái Âm chiếu mệnh. Đây là một sao rất tốt. Còn bây giờ hãy quay trở lại với nội dung chính của chương trình. Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mạng về các phương diện trong cuộc sống. Mời tất cả quý gia chủ cùng lắng nghe và chiêm nghiệm. Gia chủ nữ mạng Đinh Hợi sinh năm 1947 có cung mệnh thuộc cung Cấn, mạng Ốc thượng thổ, đất tò vò, xương con heo, tướng tinh con rơi, bà chúa Ngọc độ mạng. Xét tổng quan cuộc đời bản mệnh, Phong thủy Gia Cát xin được trích dẫn bài thơ sau. Đinh Hợi cung Cấn số nàng, đất ở dưới thấp mà leo nóc nhà, số sinh mùa hạ thuận mùa, gái thời tốt số chồng thương nể vì, thổ vượng tứ quý lo chi, tháng 9 tháng chợp lo gì tháng 3. Mùa xuân mộc khắc khô khan, thu đông lỗi số sinh ra cực hoài. Đinh Hợi số gái tài hay, hiền lành ngay thẳng ít ai bạo tàn. Số người tính tình đoan trang, họ hàng cốt nhục ai mà chẳng thương. Số nàng sang quý tự nhiên, vận sau sẽ thấy có duyên phú hào. Tuổi sinh cho đến niên cao, tự mình tự lập biết bao tuổi hờn. Tổng quan tuổi Đinh Hợi, đời sống có phần sung túc về vấn đề tài lộc cũng như về tình cảm. Cuộc đời không mấy chịu khổ cực về thể xác cũng như tình cảm được lên cao. Cuộc sống có phần tốt đẹp về mọi mặt trong cuộc sống, cuộc đời, trung vận và hậu vận có nhiều tốt đẹp. Tóm lại, tuổi Đinh Hợi hoàn toàn tốt đẹp về tình cảm cũng như về cuộc sống, nhất là vào trung vận và hậu vận. Tuổi Đinh Hợi số hưởng thọ trung bình từ 68 đến 79 tuổi là mức tối đa. Nhưng nếu ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm kỷ, ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Tình duyên. Về vấn đề tình duyên, tuổi Đinh Hợi có chia ra làm 3 trường hợp như sau. Nếu sinh vào những tháng sau đây, bạn sẽ có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Đó là bạn sinh vào những tháng 4 và 9 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc đời bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, hạnh phúc. Đó là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 5, 7, 8, 10 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng sau đây, cuộc đời bạn sẽ hưởng hoàn toàn hạnh phúc. Đó là bạn sinh vào những tháng 3, 6 và 11 âm lịch. Gia đạo công danh. Phần gia đạo có nhiều tốt đẹp, phần công danh chỉ ở vào mức trung bình, trung vận thì lên cao về công danh, nhưng vào hậu vận thì trở lại mức bình thường mà thôi. Sự nghiệp có nhiều đổ vỡ vào tiền vận, nhưng vào trung vận thì có nhiều tốt đẹp, hoàn thành và vững chắc ở vào năm 37 tuổi trở đi. Tiền bạc vào vận, tiền vận có hơi bê bối, trung vận và hậu vận thì an nhàn sung sướng. Tuổi hợp làm ăn. Sau đây là những tuổi hợp làm ăn cho sự làm ăn của bạn. Nên giao dịch về tiền bạc hay hợp tác với các tuổi sau đây thì không sợ thất bại. Đó là các tuổi Canh Dần, Nhâm Thìn, Bính Tuất. Lựa chọn vợ chồng. Trong việc hôn nhân, muốn sống một cuộc đời cao sang quyền quý, bạn nên chọn và kết hôn với những tuổi này. Đó là Canh Dần, Nhâm Thìn, Bính Tuất. Những tuổi trên đây rất hợp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên dễ tạo được cuộc sống giàu sang, phú quý. Nếu kết hôn với những tuổi sau đây, bạn có thể chỉ tạo được cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là bạn kết duyên với các tuổi Canh Dần, Nhâm Thìn, Bính Tuất. Những tuổi trên chỉ hợp với bạn về đường tình duyên mà lại không hợp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được cuộc sống trung bình. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này, cuộc sống của bạn có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cuộc đời sẽ nghèo khổ triền miên. Đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Quý Tỵ, Ất Mùi. Những tuổi trên đây không hợp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả về phần tài lộc, nên chỉ nghèo khổ mà thôi. Những năm mà bạn ở vào những tuổi sau đây, bạn không nên kết hôn, vì nếu kết hôn, bạn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên. Đó là vào những năm mà bạn ở vào tuổi 21, 27, 33 và 39 tuổi.
Xanh vào những tháng này, bạn có số đa phu hay có nhiều chồng, đó là nếu sinh vào những tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch. Tuổi đại kỵ. Sau đây là những tuổi đại kỵ trong cuộc đời, nếu kết hôn hay làm ăn thì gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc đời. Đó là bạn kết hôn hay làm ăn với các tuổi Mậu Tý, Giáp Ngọ, Bính Thìn, Canh Tý, Giáp Thìn và Nhâm Ngọ. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn thì không nên giao dịch nhiều về tiền bạc. Trong gia đình thì nên cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi hàng năm. Trong vấn đề hôn nhân và hạnh phúc thì tránh việc ra mắt gia đình thân tộc, chỉ âm thầm ăn ở với nhau. Có như vậy thì hai người mới có thể ăn ở với nhau trọn đời. Năm khó khăn nhất. Tuổi Đinh Hợi có những năm khó khăn nhất, đó là những năm ở vào số tuổi 30, 34 và 41. Những năm này nên đề phòng tai nạn hay bệnh tật có hao tài vào những năm này. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Tuổi Đinh Hợi có những ngày giờ và tháng xuất hành hợp nhất, đó chính là ngày chẵn, tháng lẻ và giờ lẻ. Xuất hành theo đúng như trên sẽ gặp nhiều may mắn, không sợ bị thất bại về tiền bạc cũng như về việc làm ăn và mọi phương diện khác trong suốt cuộc đời. Bên cạnh đó, nếu đi xa, nữ mạng Đinh Hợi sinh năm 1947 nên mang bên mình vật phẩm hộ thân, bát bảo tâm kinh để luôn được bình an trên mọi nẻo đường. Vật phẩm được thiết kế dựa trên hình tượng của Phật Pháp với mặt trước là bát bảo của nhà Phật và mặt sau khắc chú Bát Nhã Tâm Kinh. Kèm theo đó là những chạm khắc tinh tế hình ảnh đài sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát để mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, sự bình an cát lành cho gia chủ sử dụng. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng bát bảo tâm kinh để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, bát bảo tâm kinh sẽ được thầy trong Hiệp hội Tâm linh Việt hỗ trợ, bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các gia chủ sở hữu, vậy nên sẽ phát huy được công năng tốt nhất. Diễn biến từng năm, từ 20 đến 25 tuổi, thời gian này bạn sẽ gặp được nhiều tốt đẹp về vấn đề tình cảm, phần tài lộc bình thường, không tạo được cơ hội về công danh và sự nghiệp. Từ 26 đến 30 tuổi, năm 26 tuổi, năm này làm ăn được nhưng lại kỵ tháng 8, toàn năm vẫn ở trong mức độ bình thường. Năm 27 và 28 tuổi, hai năm có nhiều triển vọng tốt đẹp về công danh cũng như về cuộc sống, nên cẩn thận về vấn đề tài lộc và tình cảm. Năm 29 và 30 tuổi, hai năm này, cuộc sống có phần tốt đẹp về tài lộc như về cuộc đời và nên đi xa thì tốt. Từ 31 đến 35 tuổi, thời gian này công việc làm ăn hay giao dịch tiền bạc sẽ thâu đoạt nhiều kết quả tốt đẹp về phần tài chính, tình cảm vượng phát mạnh vào tuổi 35. Nên coi chừng có tai nạn trong gia đình và sự nghiệp. Từ 36 đến 40 tuổi, năm 36 tuổi có phần xui xẻo nên tránh việc giao dịch về tiền bạc, tình cảm có đôi phần sứt mẻ, cuộc sống có hơi khó khăn. Năm 37 tuổi và 38 tuổi, hai năm này, việc làm ăn trung bình, không có việc gì sôi động xảy ra trong cuộc đời bạn. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm này nên cẩn thận về tiền bạc, phần bổn mạng có suy yếu, đề phòng có đau bệnh hay hao tài tốn của vào hai năm kể trên. Từ 41 đến 45 tuổi, thời gian này rất xui xẻo cho phần tài lộc, việc làm ăn có nhiều khó khăn nên kỹ càng về tiền bạc. Về gia đạo và con cái cũng nên lo lắng, gặp tai nạn trong gia đình trong những năm này nên cẩn thận đề phòng. Từ 46 đến 50 tuổi, năm 46 tuổi nên đi xa hay hùn hạp làm ăn thì tốt. Năm 47 và 48 tuổi, hai năm này có sự xích mích về tiền bạc, nên nhịn nhục thì sẽ thâu đoạt nhiều thắng lợi về tiền bạc cũng như hoàn thành được sự nghiệp trong những năm này. Năm 49 và 50 tuổi, hai năm này có nhiều tốt đẹp, làm ăn tạo được nhiều kết quả, tiền bạc được nhiều, tình cảm tốt đẹp. Từ 51 đến 55 tuổi, khoảng thời gian này, việc làm ăn và vấn đề tình cảm vẫn ở vào mức độ trung bình mà thôi. Việc gia đạo và tiền bạc được ở vào mức độ tốt. Từ 56 đến 60 tuổi, thời gian này nên cẩn thận về tiền bạc cũng như về việc làm ăn, nhất là giao dịch về tiền bạc, không nên đi xa. Trong gia đình gặp chuyện xui xẻo cho cuộc đời bạn, nên cẩn thận trong mọi việc, đừng hờ hững mà có hại. Thưa quý vị gia chủ,
tới độ tuổi thất thập cổ lai hy thì điều quan trọng nhất chúng ta hướng tới đó chính là sức khỏe và sự bình an. Chiêm nghiệm về cuộc đời mình thông qua tử vi phong thủy cũng là một cách giúp chúng ta hiểu mình và hiểu vận, từ đó tu tâm dưỡng phúc, tự khai vận, tích đức cho bản thân và gia đình. Chúng tôi, Phong Thủy Gia Cát, hy vọng rằng những chia sẻ từ kênh về chọn đời tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 nữ mạng trên đây sẽ chính là nguồn tư liệu hữu ích để giúp cho tất cả quý vị có thể hiểu mình hơn, hiểu vận hơn, và từ đó chúng ta sẽ có được những cách phòng bị, chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị an khang, mạnh khỏe, cát tường.